Chúng ta đang sử dụng cái box Quillion 188 ATQC để sạc cho laptop. Thế đây laptop tôi đã tháo cái nguồn rời ra. Các bạn thấy đây. Pin đã được tháo ra. À, không có cái pin ở đây. Bây giờ chúng ta sẽ thử cái chất lượng của box này. Thì một số cái laptop nếu mà các bạn dùng mà để chế độ auto standby thì bạn nên tắt cái này đi, bởi vì có thể là cái đấy nó sẽ ảnh hưởng đến cái hoạt động của box. Bạn tắt cái chế độ khi bạn cắm nguồn từ Quillion, bạn chỉnh cái power balance, bạn chọn không bao giờ tắt màn hình hoặc là tắt computer. Bây giờ sẽ xem nghe thử cái nhạc trên YouTube. Các bạn thấy là cái dòng mà đang sạc đang ra ở đây chỉ là khoảng độ 1A. Như vậy cái công suất hiện tại nó chỉ khoảng độ tầm 20W. Cái dòng ra cho laptop này khá là thấp, khoảng cỡ 1-1,2A tùy từng lúc. Như vậy nó chỉ cỡ khoảng độ 20-25W tại thời điểm này. Thường các bạn chơi game thì cái công suất nó cần bao nhiêu? Nếu các bạn thấy là cái box này sạc cho laptop, các bạn không dùng pin hoặc là các bạn có thể cắm trực tiếp pin, nó gần như tương đương với cả cái adapter mà bạn cắm trực tiếp vào. Vậy với cái pin laptop này thì lắp 8 cell thì các bạn có thể sử dụng ở cái công suất là 85W. Như vậy bạn có thể sử dụng trong khoảng độ 4 tiếng xem phim hoặc là nghe nhạc. Tuy nhiên là chơi game thì tùy từng cái nhu cầu, nếu mà bạn sử dụng cái cạc rời thì cái thời lượng nó sẽ ngắn hơn. Nhưng mà trung bình chỉ để lướt web, nghe nhạc thì các bạn xem phim thì các bạn có thể được 4 tiếng. Vậy nó dài hơn. Với pin laptop thông thường này thì có 3 cell, 3 bộ 2 tức là 6 cell. Ở đây chúng ta có thể 8 cell, bị dung lượng lớn hơn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.